Vì đó mới nên là một hai nhau bị đặc biệt là thằng ca cho số một cho mười đồng 700 bị nó linh bao nhóm màn thẩm tại từ tua ban tuy giờ là từ lập mà bồi tế time tăng từ tua ban commission rồi hốt đó tới một pay bị rồi tiền phòng chẳng còn mọi khác bây giờ. Let's get into the video. Nhi kia chỉ event thay mới là bảo 7 năm đã tẹt tôn cho mùa nắng đỏ đôi cá Christmas này khi nắng khai đọc pin nè. Nhưng chưa chẹt tha nếu bà con chỉ trắng đắng ấy tha. Nên khi nắng đỏ cá Christmas này ta 7 năm mình ấy mấy gì mà này còn ngọc nia 7 năm cô từ mình event na mới để xem đẹp cô từ chạy lại tới căn này còn ngọc nia này khi nắng đỏ cá mới này bị bốn nhi kia chỉ đỏ cá đại cái hao tha rồi đỏ cá Santa Claus xem đẹp ở chai chai đôi chỉ cadeau đôi chỉ gift xinh xinh xem đẹp đo này prapra đôi chỉ user mấy đứa mới có chỉ user cha hay chẳng đấy yeah cái nông niêm nhom kia chỉ 7 năm kia ở đã ai vậy ban tha nhom kia chỉ Santa Claus hồi chẳng anh chăng nhom mau đi khi nhóm mình đầm nâng là all sầm rạp rạp nè nó này để tẹt dân cho một nâng event thay mới là bao 7 năm đại chắp vì ngay thì môi rồi hot đo ngay thì mà phải bận hai nè đó này chẳng đang thà nikichi event ấy kìa hai nè đó anh đi vào sân thì nè đó mình toàn spy nhiều về 7 năm tí nè đó có ad vừa can spy nhiều về 7 năm ta mà dạo video xinh kia bảo nhóm đưa mua có ad cho tới kênh YouTube channel bảo nhóm cái line playlist 7 năm bàn phòng đại vậy đấy nhóm ban chọn chỉ playlist tạm đòn anh vậy ban ha 7 năm mình event thay mới muối đại relate cho mọi năng đôi ca Christmas này là ngọc đĩa đại cái hai tha 7 năm Santa Claus nhưng xem đẹp ở event mới ní 7 năm ban thưa ca ở chai chai rồi hot đo từ 3.400 PBUSD đo này phải phải hành động này là ngọc đĩa cho nó mình tên bà ngộ nhưng mà sân mà bóng ô toàn ban xoay nhiều vì 7 năm ban cho bà tế này là ngọc đĩa ai thưa ca xoay nhiều vì 7 năm và time bán tam dạ video xem bao nhóm để nhóm ban chọn chỉ playlist là kênh YouTube bán để ai cho tới kênh channel YouTube bao nhóm hay cho tới kênh playlist 7 năm tới này nó gọi ai mưa vì video hình xin là chắc con cho mình là 7 năm nó tin nhốt bàn không này nhưng cơ thế nào của mình ca với bà rộng vì 7 năm ấy khi lô này nó mình ca cất hạ ô ở khai tranh bao kram hôn bình dụng ngồi như chẳng đây yeah 7 năm mình mến chỉ kram hôn bình dụng bỏ sân như nó bắt thua ca xoay vô vì 7 năm lại bán căn để trán 7 năm kron tại chia crypto exchange môi tại bản nọ đã chỉ tiếp xa xem mèo thua ca chuyên đô cả để nó thua ca tinh lụa cả bạn để luôn ánh này giấy rúm nên đó này ai thua ca chuyên đô cả bạn để luôn ánh à xoay cho lời chồng này đấng nàng ca sập xa xoay chưa bỏ này đó này để luôn anh đôi mình miến là nam mà nè mà khóc khóc lửa nè là ngọt như lòi chứ anh như vậy bạn ha dưa trăm bạch từ miền ca bơi bờ ha nè nơi dưa lôi dưa là nơi dưa lôi dưa là đợi xa ở miền bành ha cả lỏng mau tẹt ton cho mùa nắng crom hôm xì xì từ dưa từ tranh bao này nơi tranh bao là nuôi đây vậy bố bài nắng còn là chia crypto để tranh môi ta bản nọ chứ roca and red bao dương kia chỉ ca sản phẩm chất bao dương để luôn này yeah hỏi bóng ôn của ai thua ca xoay vô bị 7 năm và tháng tam giờ các tam anh bị dỗ xì xì bao nhóm phong đại yeah ai bớt xây như nó ở xây mình từ một chất này đó này có ai thua ca tinh cả bị 7 năm này đó ai giờ từ túc nó không hạt về và lật và bóng ôn bàn và time của bạn đây yeah that's all chẳng những cái lấy mà can event mua đi với mày đòn hay là cái nông video mới đấy nhầm năng dạy tại toàn cho mọi người ca complete từ lượt hay vậy gì còn đấy video mới đấy tìm mua nhưng mà thua ca contract làm bài thua ca off all tay can all user bao nhóm đài nè để quát bán thua ca register tam dạy tầm nó link bao nhiêu cả lọ màu nè để bán register tam dạy cả lọ tầm nó link bao nhiêu cả lọ màu nè là nè là tua ban commission trong tay đọc ram bị rồi tay phần nọ phần tay chấp PP này tới commission là bọn này đó này ban upgrade rồi hốt đó tới mà pay phía rồi hai này đó này chẳng cho lúc up phong này đầm năng là OTP đầm năng là OTP này cứ đầm năng là awesome user thay nói cái năng là đôi ca Santa Claus này này là ngon này nè để mình toàn bên kẹt này 7 năm này đó này Africa ba kẹt này 7 năm bán tam dạng đầm nó link bao nhiêu để mình đây hàng lứa đưa mua còn nơi comment hơn còn là những mặt đã nắng hai thua ca register năng thua ca complete cho mọi người KYC complete app load cho mọi người tạm nhìn bán rồi mỗi có passport này nó ní ở ban hộp phiếu cho bác chia sẻ mua là ngày khai trăm còn nát ban này nó ní ở khơi nhìn cho bác này nó ní hay nó thật tới mẹ giúp cho bị đọc bằng 100 lan tới lử hai nó bây là dân thua ca selfie cùng pẹ bàn cá cùng pẹ mũ cùng pẹ má hơi bảy cái đòn bao dưới thời tại clear chia sẻ và lưỡi ai khóc khón đối tượng những cặp phong ta thoát bây giờ ổn chứ cứ này nó ai thua cá complete KYC nhân ba này từ phần năng máu nè nó là ai mình là các tour bán pi rồi là phần ta thời đại bảo có thế nè nó ai thua cá register toàn pi để bây giờ những cặp phong ta tranh của mọi led á yeah pi phổ xem đẹp cá register là tour bán pi rồi là đi nè đại register muốn bàn muốn nè từ nè nè đại led cứ phải hai chuyện bàn thì pi phổ ចំនួនមានកំណត់អាចនិយាយបានថា limit តែម្ដងចាហើយមួយទៀតអ្នកដែល register ហើយ complete KYC ហើយអ្នកទាំងអស់នេះចាប់ដើមធ្វើការ trade ទៅអ្នកដែល trade ចាប់ពី$15ឡើងទៅអ្នកទាំងអស់មានឱកាសទទួលបាន$5 BUSD ត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានកដោមួយនេះបន្ទាប់ពីធ្វើការ register ហើយ verify ហើយ complete ចុចដំណរចូលរួមបន្ថែមផងអ្នកទាំងអស់នេះអាចចុចដំណរចូលរួមបាននៅខាងក្រោមដែលខ្ញុំបានដាក់នៅដំណរ description នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះឬមួយក៏ comment ខាងក្រោមនេះចូលរួមទៅ login ជាមួយនឹងគណនី Binance របស់យើងដែលតឹមតែ register ហើយតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺបានហើយរយៈពេល4សប្តាហ៍ក្រោយគេនឹងធ្វើការ random reward យើងផ្សេងៗទៀតដូចជាកដោ Christmas ផ្សេងៗដែល Binance គាត់បានឲ្យផ្សេងទៀតផងដែរយ៉ាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានគណនីចាស់កុំព្រួយបារម្ភយ៉ាជាពិសេសអ្នកដែលបាន register តាមរយៈដំណរ link របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់នេះមិនមែនមានត្រឹមតែដំណឹងល្អមួយដែល referral របស់អ្នកទាំងអស់នេះបាន upgrade រហូតដល់ទៅ 20% ទេដំណឹងល្អមួយទៀតគឺអ្នកទាំងអស់ក៏អាចធ្វើការចូលរួមជាមួយនឹង Ivan Santa Claus ក្នុងបានដែរអ្នកទាំងអស់ធ្វើការ convert ខ្លួនឯងទៅជា Santa Claus បានដោយធ្វើការចាយចាយដំណរ referral របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់មកបងប្អូនអ្នកទាំងអស់ register Binance តាមរយៈដំណរ link របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានដែរយ៉ាហើយបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានធ្វើការ register ហើយពួកគាត់បានធ្វើការ complete KYC ហើយអ្នកនរក៏អាចនឹងមានឱកាសទទួលបានPBUSD ត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាដែរហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរអាចធ្វើការបំពេញ form នៅខាងក្រោមនេះដែលខ្ញុំបានដាក់ដំណរ link ខាងក្រោម description video ហ្នឹងដូចគ្នាយេអ្នកថ្មីក៏បំពេញ form ប៉ុន្តែ form ខុសគ្នាអ្នកចាស់ក៏បំពេញ form ដែរនៅខាងក្រោមហ្នឹងដំណរចូលរួមគាត់ណា click ចូលរួមតាមគេទៅគឺបានហើយនៅក្នុង Binanceដំណររបស់ Binance official តែម្ដងអញ្ចឹង complete រីករាយជាមួយនឹង Binance Santa Claus ទាំងអស់គ្នាអូខ្ញុំភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ចែកចាយ tip ខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងការ complete ទៅលើ KYC របស់ Binance ទាំងអស់គ្នាព្រោះមានអ្នកខ្លះគាត់ចូលមកធ្វើការ register ជាមួយនឹង Binance ហើយគាត់អាច complete ជាមួយនឹង KYC បានដែលអាចធ្វើការ verify ជាមួយនឹង Binance បានតើគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីធ្វើការ verify ជាមួយនឹង Binance បានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសម្រាប់ធ្វើការ verify ជាមួយនឹង Binance មនុស្សម្នាក់អាចធ្វើការ verify ជាមួយនឹងគណនីបានតែមួយគត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយត្រូវតែមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅលើហើយធ្វើម៉េចដើម្បីអាច verify បាននៅពេលដែលអ្នកធ្វើការបំពេញឈ្មោះបំពេញអាស័យដ្ឋានអ្នកត្រូវតែធ្វើការបំពេញឈ្មោះនិងអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដូចទៅនឹងអត្តញ្ញាណប័ណ្ណឬមកក៏ document របស់អ្នកទាំងអស់ដែលបានធ្វើការ submit ជាមួយនឹង Binance ផ្ទាល់ដូចជា passwordឬមួយក៏អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាដើមអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានបំពេញហើយយើងត្រូវតែថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងខាងមុខខាងក្រោយនៅពេលដែលយើងថតហ្នឹងយើងដាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងនៅលើតុក៏បានឬមកនៅលើផ្ទៃរាបស្មើណាមួយដែលមានផ្ទៃbackground ពណ៌សឬមួយក៏ផ្ទាល់ពណ៌ដែលលាតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យវាមើលទៅវាស្មុគស្មាញហើយត្រូវតែឃើញឈ្មោះយើងឬមួយក៏ឃើញថ្ងៃខែកំណត់របស់យើងឲ្យបានច្បាស់ពីហ្នឹងគឺត្រូវតែឃើញឲ្យបានច្បាស់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់នឹងហើយគេនឹងចាប់ដើមឲ្យយើងធ្វើការថតរូបយើងឬមកក៏ selfie ដើម្បីថតរូបនឹង selfie អ្នកត្រូវតែដោះមួកចេញដោះវ៉ែនតាចេញដោះម៉ាស់ចេញកុំឲ្យមានអីសោះហើយត្រូវតែមានពន្លឺឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដូចតែពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែថតវីដេអូបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង like that នេះឃើញទេខ្ញុំកំពុងតែថតវីដេអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងមកហើយផ្ទៃខាងក្រោយគឺត្រូវតែឲ្យរៀងច្បាស់អញ្ចេះយ៉ាភ្លើងគឺគ្រប់គ្រាន់យើង selfie តាមគេមកយើងក៏វិមុខតាមគេចឹងមកគឺតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺយើងអាចធ្វើការ verify ជាមួយនឹង Binance បានហើយបើសិនជាអ្នកអត់យល់ត្រង់ណាពីរបៀបនៅក្នុងការ verify ជាមួយនឹង Binance អ្នកអាចធ្វើការទម្លាក់ comment ក្នុងក្រុមនោះបានឬមកក៏អាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំដោយផ្ទាល់បានផងដែរអរគុណអ្នកសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត